Bất cẩn dùng điện thoại ngoài đường, cô gái trẻ ngơ ngác khi bị hai tên trộm giật mất. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô gái bị cướp giật điện thoại trong chớp mắt khiến nhiều người xôn xao. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy hai cô gái đi xe máy dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa. Trong khi một cô gái vào mua đồ thì cô gái phía sau vẫn ngồi trên xe và đang đứt điện thoại. Lúc này hai thanh niên đi xe máy đã lượn qua, nhìn thấy cô gái đang một mình cầm điện thoại nên nhanh chóng quay lại. Hai thanh niên cũng dừng lại trước cửa hàng tạp hóa, giả vờ như muốn mua đồ. Cô gái có nhìn qua hai đối tượng nhưng không hề cảnh giác, thậm chí cô gái còn đưa điện thoại lên tai để nghe điện thoại. Nhận thấy thời cơ chín mùi, tên áo đỏ ngồi sau bước xuống xe, tiến lại gần rồi nhanh chóng giật chiếc điện thoại của nạn nhân. Cô gái bất ngờ khi bị trộm một cách không thể tin được nên không kịp phản ứng. Khi mọi người xung quanh đi ra thì hai tên trộm đã cao chạy xa bay cùng chiến lợi phẩm của mình. Cô gái bị mất điện thoại cũng chia sẻ lên trang cá nhân về tình huống bị trộm vừa xảy ra để cảnh báo mọi người, đồng thời tự trách mình đã bất cẩn khi dùng điện thoại ngoài đường. Mọi người đi ra ngoài cẩn thận nha, đầu năm đầu tháng mà bị như vậy là em đen lắm ấy mọi người. Mọi người ra đường nhớ cẩn thận nha, mình ẩu quá, để điện thoại lộ liễu nên mới bị như vậy, cô gái chia sẻ. Được biết sự việc xảy ra ở hẻm Giáo Sứ, Hà Nội, Biên Hòa, Đồng Nai vào thời điểm gần 8 giờ tối ngày 18 tháng 2. Cô gái bị trộm mất chiếc iPhone 11. Một số người cho rằng chính sự bất cẩn của cô gái đã khiến tên trộm này được lợi bởi vì sử dụng điện thoại hớ hênh như vậy. Clip trên là lời cảnh tỉnh cho những ai hay dùng điện thoại ở ngoài đường. Dù có đứng trước cửa nhà dân hay ở nơi đông đúc người qua lại thì cũng đừng vì chút sơ ý mà để mất tài sản giá trị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.